Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, tỷ giá đang rất sôi động và Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành theo cơ chế linh hoạt, đảm bảo tỷ giá có thể lên xuống phù hợp. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường để điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ khác, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều hành tỷ giá hết sức linh hoạt, lên xuống cùng xu thế chung nhưng vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối ngoại tệ. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tín phiếu, hút tiền trên thị trường liên ngân hàng để ổn định tỷ giá ngoại hối. Với mong muốn lắng nghe những ý kiến từ các doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp để cùng xây dựng môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch và công bằng, sáng nay ngày 4 tháng 4, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức tọa đàm đối thoại chính sách cho các doanh nghiệp Hàn Quốc khởi nghiệp tại Việt Nam. Theo thống kê số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến cuối năm 2023, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu đầu tư vào Việt Nam với gần 9.900 dự án, có tổng vốn đăng ký gần 86 tỷ đô la Mỹ, chiếm 25,1% tổng số dự án FDI và chiếm 18,3% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam. Số liệu này chứng tỏ rằng Việt Nam đang là quốc gia thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và là một môi trường năng động, nhiều tiềm năng với các doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư phát triển tại Việt Nam. Để phát huy lợi thế này, tại buổi tọa đàm, các chuyên gia cũng chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp Hàn Quốc khi khởi nghiệp tại Việt Nam, đồng thời đóng góp về mặt cơ chế, chính sách với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Tôi nghĩ là buổi tọa đàm hôm nay có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, không chỉ kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp với nhau mà còn giúp các cơ quan nhà nước hay các nhà lập pháp có thể đưa ra những hướng dẫn về chính sách, thể chế, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam. Cuộc hội thảo ngày hôm nay thì nó là cái cơ hội để chúng ta chia sẻ với cả các cái đối tác quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc. Họ rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, và giữa Hàn Quốc và Việt Nam thì có nhiều cái yếu tố tương đồng về mặt văn hóa cũng như là về các cái tác phong của doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ thu hút được nhiều các cái công ty khởi nghiệp đến đây và rất là có lợi cho cái hệ sinh thái của Việt Nam cũng như là các cái startup Việt Nam có cái cơ hội để cọ sát cũng như là học hỏi từ các cái bạn quốc tế để phát triển nhanh hơn. Đánh giá cao tầm quan trọng của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đặc biệt trong việc mở ra nhiều cơ hội và phương thức kinh doanh mới, đại diện Bộ Công Thương cam kết Việt Nam sẽ lắng nghe và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để tạo môi trường kinh doanh tốt hơn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, bao gồm cả việc giảm bớt thủ tục hành chính, cải thiện hạ tầng, tăng cường hỗ trợ tài chính và tư vấn cho các doanh nghiệp mới của Hàn Quốc khởi nghiệp ở Việt Nam. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù mới xuất khẩu từ tháng 9 năm 2022, nhưng sầu riêng Việt Nam cũng đã chiếm được 31,8% thị phần tại thị trường Trung Quốc và chỉ đứng sau Thái Lan, chiếm 68% thị phần. Nghị định thư yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được ký kết. Đồng thời, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đã phê duyệt cho Việt Nam 708 mã số vùng trồng và 168 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, tạo cơ hội để tổ chức phát triển ngành sầu riêng Việt Nam theo hướng hiện đại, chất lượng, an toàn và bền vững. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, thời gian tới, việc mở cửa thành công cho sản phẩm sầu riêng đông lạnh vào thị trường Trung Quốc sẽ tạo ra một bước tiến quan trọng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam, có thể vượt qua sầu riêng của Thái Lan, chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, 3 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt gần 5.690 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Trong gần 5.700 tỷ đồng tổng thu ngân sách trên địa bàn Đà Nẵng quý 1 năm nay, hoạt động thu nội địa chiếm gần 86%, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 25,4% và các khoản thu về nhà đất chiếm 10%. Cũng theo Cục Thống kê Đà Nẵng, thành phố biển miền Trung ghi nhận sự dần phục hồi của nền kinh tế sau một năm chững lại vì những biến động về tình hình địa chính trị quốc tế, chi phí tăng cao, suy giảm cầu tiêu dùng và vấn đề về tiếp cận vốn. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn đạt gần 6.200 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư khu vực nhà nước đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 5%. Vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài đạt 3.013 tỷ đồng, tăng 1,2%.
Agoda.com, nền tảng cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến hàng đầu thế giới, công bố các điểm đến hàng đầu ở Việt Nam được khách Hàn Quốc ưa chuộng trên dữ liệu đặt phòng. Trong số này có Nha Trang. Theo đó, Nha Trang cùng với Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh là 5 điểm đến được khách Hàn Quốc ưa chuộng nhất trên Agoda. Điều này cũng phản ánh thực tế du khách Hàn Quốc rất yêu thích các điểm đến có du lịch biển phát triển mạnh ở nước ta. Trước đó, cuối tháng 3 năm 2024, Booking.com cũng công bố 10 điểm đến ở Việt Nam được khách châu Á quan tâm nhất trong quý 1 năm 2024, trong đó có Nha Trang. Theo số liệu thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong quý 1 2024 có hơn 1,2 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam. Thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, cũng trong khoảng thời gian này, Khánh Hòa đã đón hơn 500.000 lượt khách từ xứ sở Kim Chi. Trang web Yahoo Finance của mạng lưới Yahoo vừa đề xuất Huế là một trong 20 điểm đến hấp dẫn để khám phá ở châu Á. Để chọn lọc ra 20 điểm đến mới hấp dẫn còn ít được biết đến, Yahoo Finance đã tìm kiếm thông tin từ các hãng tin, tờ báo, trang web du lịch uy tín, nổi tiếng, chọn lọc những điểm đến được đề xuất nhiều nhất và tiếp tục nghiên cứu đánh giá để đưa ra danh sách 20 điểm đến cuối cùng. Huế là một trong 20 điểm đến này và được đánh giá là viên ngọc ẩn của châu Á. Đến với kinh đô Huế, có vô vàn những điều hấp dẫn đang chờ đợi du khách khám phá. Nổi bật trong đó là quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với các cụm công trình trong và ngoài kinh thành Huế. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 với loạt chương trình giảm giá sâu nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa và quốc tế. Theo đó, chương trình kích cầu du lịch quy tụ gần 100 doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí tham gia với 36 chương trình du lịch giảm sâu từ 10 đến 60%, trong đó có 23 chương trình du lịch nội đô tại Thành phố Hồ Chí Minh và 13 chương trình du lịch liên kết Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương lân cận. Các cơ sở dịch vụ ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cũng đưa ra các chương trình giảm giá sâu với hơn 200.000 voucher. Tổng giá trị giảm giá lên đến 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có sự đồng hành của các tập đoàn kinh doanh dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng với nhiều gói combo giảm giá khi tham quan, sử dụng dịch vụ tại các điểm đến. Chương trình kích cầu du lịch còn nhằm đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp du lịch và điểm đến trên địa bàn thành phố, thúc đẩy xây dựng các sản phẩm có chất lượng cao để kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu bình quân của du khách, tăng doanh thu cho ngành du lịch. Dịp này, Sở Du lịch và Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết kế hoạch liên tịch về kích cầu du lịch thu hút khách đến thành phố giai đoạn 2024-2030. Chuẩn bị vào mùa cao điểm du lịch hè, các địa phương có thế mạnh về du lịch đang nỗ lực nâng cấp điểm đến, làm mới sản phẩm và tăng cường quảng bá, xúc tiến để thu hút khách trong nước và quốc tế. Trong đó, thành phố biển Đà Nẵng dự kiến tiếp tục là tâm điểm mùa hè năm nay với chuỗi hoạt động sự kiện và sản phẩm du lịch hấp dẫn. Mùa hè năm nay tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện lễ hội sôi động như lễ hội bóng đá Brazil Việt Nam, giải đua ba môn phối hợp Ironman quốc tế, đặc biệt là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024. Dự kiến khán đài năm nay sẽ có quy mô lớn hơn năm ngoái, các hoạt động đồng hành cũng sẽ được đầu tư với nhiều yếu tố mới lạ. Chúng tôi sẽ mời ra một số đội mà khác các đội năm ngoái như là Đức, Mỹ hay là Trung Quốc. Đồng thời là trong cái đêm khai mạc chúng tôi sẽ có một cái show diễn khá là mạo hiểm, đem sự cái trải nghiệm mới cho tất cả khán giả. Với vai trò của mình thì chúng tôi mong muốn những kỷ lục của DFS luôn luôn được phá vỡ. Năm nay Đà Nẵng cũng tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa giải trí phục vụ cộng đồng như điểm chiếu phim ngoài trời bên bờ sông Hàn, biểu diễn nhạc nước tại quảng trường 29 tháng 3 và đưa vào hoạt động phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng để tạo thêm điểm đến giải trí về đêm cho người dân, du khách. Tới thì thành phố cũng đã có những cái chỉ đạo để mà tập trung cho cái việc trước hết đó là việc tìm để đầu tư những sản phẩm mới, ví dụ như là cái tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, rồi đưa cái cầu Nguyễn Văn Trỗi vào thành một sản phẩm đi bộ, rồi cái tuyến đường sông mở lên phía Ngũ Quỳnh Sơn. Giữ vững vị thế trung tâm du lịch của miền Trung, trong 3 tháng đầu năm nay, Đà Nẵng đã đón gần 1,9 triệu lượt khách, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Với những nỗ lực làm mới điểm đến và chương trình kích cầu hấp dẫn,
Đà Nẵng kỳ vọng sẽ đón lượng lớn khách trong nước và quốc tế mùa cao điểm du lịch hè đang tới gần. Theo báo cáo của Hiệp hội Tương lai Trung Quốc, tổng giá trị các giao dịch thuộc thị trường hàng hóa tương lai quý 1 năm 2024 của nước này đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự bùng nổ của các hợp đồng giao dịch năng lượng tương lai. Theo báo cáo của Hiệp hội Tương lai Trung Quốc, tổng doanh thu toàn thị trường hàng hóa tương lai từ tháng 1 tới hết tháng 3 năm 2024 đạt hơn 124.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 17.200 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, giao dịch khối lượng lithium carbonate, nguyên liệu thô chính cho pin lithium ion đạt khoảng 210 tỷ đô la Mỹ. Hiện Trung Quốc đã trở thành nước sản xuất và tiêu thụ lithium carbonate lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu của công ty công nghiệp lithium Huayue ở tỉnh Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc, cứ 10 phút lại có 1,5 tấn sản phẩm lithium carbonate được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất. Các đơn đặt hàng của chúng tôi đã được lên kín lịch cho đến cuối tháng 6. Dựa trên hàng tồn kho và chi phí công nghiệp, chúng tôi đã chốt được lợi nhuận hợp lý thông qua phòng ngừa rủi ro. Hơn 1.500 doanh nghiệp đã tham gia giao dịch hợp đồng tương lai lithium carbonate kể từ tháng 7 năm 2023. Các sàn giao dịch hợp đồng tương lai cũng cung cấp một loạt các chính sách ưu đãi có mục tiêu nhằm giảm chi phí giao dịch của các công ty.